Hả? Tới đây. Quay nhân nhân vật mới đây, quay hoài thằng béo. Mẹ cháu bị chửi hoài. Nó quay người mới đây. Quay nhân vật mới đây. Để cho mọi người xem đây. No. Em em à, Giáp Anh Quang ơi, Giáp Anh Quang à. Là nó không biết là cho thuốc không mà. Không phải. Vậy hả? Cái ông mà trẻ trẻ. Biết rồi, biết rồi. Có cái đó nữa hả? Có, ông dặn em hả? Ông nó nói với chị Hương là mua cái thùng ra lấy đồ hút đàn. Đúng rồi, đúng rồi. Nó có nói. Ông cũng ra đây cũng dặn hút cho những thứ khò khè. Ông dặn hút cho những thứ khò khè. Còn cái này là thuốc bịch rửa xác đó chị Hương. Ừ, gắn ra hút cái đi. Mắt thô lỗ này, mắt thô lỗ này.